Vào sáng ngày 26 tháng 10, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã truy tìm được chủ sở hữu chiếc ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B01575 bị xe thành bưởi tông làm 5 người chết dạng sáng ngày 30 tháng 9. Bước đầu xác định ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B01575 có logo thuộc hợp tác xã vận tải Phát An Tiền Giang. Đáng chú ý, chiếc xe này mang biển số ở tỉnh Bình Thuận nhưng phù hiệu do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cấp và thu hồi giấy phép kinh doanh từ cuối tháng 5 năm 2022. Như vậy, chiếc xe này đã hoạt động chui hơn một năm trước, thời điểm xảy ra tai nạn. Qua kiểm tra trên hệ thống, ô tô này có lắp thiết bị giám sát hành trình, nhưng không có sở giao thông vận tải địa phương nào quản lý, không có tên đơn vị vận tải. Hiện vụ việc đang được tiếp tục được sở giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang xác minh làm rõ.